Như thường lệ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Thưa quý vị, xe đạp là một phương tiện gắn liền với nhiều thế hệ người Việt Nam. Với thanh thiếu niên, đó là một người bạn của một thuở cấp sách đến trường. Còn với những bậc cao niên thì hình ảnh chiếc xe đạp gợi nhớ về một quãng đời đã qua. Xe đạp gắn bó với người Sài Gòn như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu nhé. Thưa quý vị, xe đạp của nước ta thì có bắt nguồn từ Pháp. Thế nên có một cái nền văn hóa xe đạp với những cái thuật ngữ dùng cho xe đạp thì cũng gắn liền với nước Pháp và vẫn còn lưu lại trong tiếng Việt của ta ngày hôm nay. Dấu ấn của Pháp khá là sâu đậm trong tên gọi của hầu hết các bộ phận của xe đạp. Theo phương ngữ miền Nam thì thuật ngữ chỉ một số bộ phận của xe đạp đều bắt nguồn từ tiếng Pháp, như là dây sên, dây xích, hoặc là líp. Bộ phận của xe đạp gồm có hai vành tròn kim loại đang lồng vào nhau và chỉ quay tự do được theo một chiều, tiếng Pháp gọi là roue libre. Và người ta vẫn thường hỏi nhau là thật sự thì xe đạp ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có nguồn gốc và bắt đầu từ thời điểm nào? Thì theo những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thì những chiếc xe đạp đầu tiên đã được nhập từ Saint-Étienne, được xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Có thể xác định được thời điểm mà những chiếc xe đạp này xuất hiện là khoảng vào năm 1920, như là ở trên hình quý vị có thể theo dõi. Ngày xưa thì phía trước xe người ta lắp một cái bộ phận gọi là dynamo. Đây là một bộ phận phát điện làm sáng đèn để đi vào ban đêm. Thở đó, nếu như mà đạp xe đạp vào ban đêm mà không có đèn chiếu sáng thì sẽ bị cảnh sát phạt. Khi mà đèn bị hư hoặc là vì một lý do nào đó mà cái bộ phận dynamo nó không hoạt động thì người ta sẽ thay thế bằng cách là cầm một bó nhang trong lúc đạp xe để không bị phạt. Xong mà nhìn rùng rợn quá vậy, vừa đạp xe đạp mà còn cầm bó nhang nữa. Và bên cạnh đó chúng ta thấy là cũng có một số những cái thuật ngữ quen thuộc mà chúng ta vẫn còn dùng đến bây giờ. Ví dụ như là cái ống bơm. Thì ngày xưa là mỗi chiếc xe đạp xưa còn có trang bị thêm một ống bơm hay là bơm nè, để phòng khi lốp xe xuống hơi. Bên cạnh đó thì Sài Gòn xưa còn có một số những cái nhãn hiệu xe đạp khá là nổi tiếng, như là Peugeot, Maxxer, Marilla, Police và Sterling. Thời Pháp thuộc thì hình ảnh chiếc xe đạp và chiếc xe ô tô là một hình ảnh tiêu biểu cho nét văn minh của Pháp trên đường phố. Sở hữu một chiếc xe đạp thuở đó là cả một niềm tự hào. Và xe đạp thuở đó là phương tiện di chuyển chủ yếu của những ai làm việc ở sở Tây. Nhưng mà tuy nhiên thì sau những năm 1960 thì những cái chiếc xe máy du nhập ồ ạt vào Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, làm cho những chiếc xe đạp của chúng ta dần dần vắng bóng trên đường phố. Và đến nay thì đó chỉ là những ký ức đẹp về một cái đế chế của xe đạp tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.